chào các bạn, mời bà con và các bạn xem quy trình tạo chúa nhân tạo trên đàn ong nội địa. Trước hết, muốn tạo được chúa thì ta phải tách con chúa bố chúa già ra, tách con chúa già ra từ chiều hôm trước. Đây là tôi vừa tách một con chúa ra. Đây ta bắt kiểm tra, bắt con chúa già ra, nhốt nó vào. Đấy, bắt nhốt nó vào trong giọ. Ta tách chúa từ tầm 4 giờ chiều hôm trước đến ngày hôm sau, sáng hôm sau tầm 9 giờ ta sẽ tiến hành triển khai tạo chúa thì mới đảm bảo. Đấy, 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 đã nhốt chúa rồi. Bây giờ ta để đấy, và bây giờ ta tiến hành hôm sau, sáng hôm sau là ta tiến hành tạo khuôn chúa, tức là những cái chén sáp. Bây giờ là ta tạo làm những cái chén sáp, làm chén sáp, những cái chén sáp gắn lên cầu chúa. Một cầu chúa là có 3 thang chúa. Bây giờ ta tiến hành nhúng cái quảng chúa vào chén sắt đã được đun chảy, xong nhúng vào cốc nước lạnh, xong ta chốc ra xong ta lại nhúng lần nữa xong ta gắn vào trên cầu chúa. Ta cứ làm như vậy cho đến bao giờ hết 3 thanh cầu chúa này thì thôi. Một cầu chúa ta sẽ làm được tầm từ 40 đến 50 mũ chúa. Đàn ong nội ta chỉ làm được mức độ như thế thôi. Nếu ở đàn ong ngoại người ta sẽ làm được hàng trăm mũ chúa trên một đàn. Thế như ong nội địa này chỉ làm từ 40 đến 50 mũ chúa trên một đàn. Nhưng nó cũng không đậu được cả 40 đến 50 mũ đâu, nó chỉ đậu được tầm 30 mũ trở lại thôi. Cần ta làm, ta cứ làm 40 đến 50. Nó đậu được nhiều hay ít là còn phụ thuộc vào đàn bố mẹ, cái đàn nuôi dưỡng chúa đấy. Và cái kỹ thuật cấy ấu trùng, kỹ thuật cấy ấu trùng mà tốt, đảm bảo thì nó sẽ đậu được nhiều. Bây giờ vẫn đang là tạo chén sáp gắn lên cầu chúa. Những công việc này làm đòi hỏi làm phải rất là tỉ mỉ, không nóng vội được mà cũng không thể nào làm ẩu được. Công việc tạo chúa nhân tạo là công việc rất là tỉ mỉ của nghề nuôi ong. Những người mới nuôi mà chân tay vẫn run run là làm rất khó, khi di trùng còn không di trùng được. Làm khuôn chúa này thì ai cũng làm được. Nói chung là biết cách là cứ làm được hết. Nhúng cái quản chúa vào nước, xong nhúng vào sáp nóng chảy, xong đó là lại làm sạch và nhúng vào sáp lần nữa, xong rồi gắn lên thanh chúa. Ta cứ làm lần lượt như vậy đến khi nào hết thì thôi, đủ xong cả 3 thanh cầu chúa thì thôi. Đấy, như vậy là ta đã gắn được. Cơ bản là đã gắn xong 3 thanh 25. Tất cả 3 thanh này nó vào 50 mũ. Bây giờ ta lấy cái cầu nhộng, tức là cầu ấu trùng đã được chuẩn bị trước. Lấy cầu ấu trùng ta sẽ chuẩn bị là bằng cách là đưa một cái cầu già, nó không đẻ
vào một cầu, vào một cái đàn khỏe để cho nó đẻ. Sau 4 ngày sau, đến 4 ngày, 4 ngày rưỡi, hôm nay là 4 ngày rưỡi, thì ta lấy ra sẽ được một loạt ấu trùng là tầm 1 ngày tuổi, dưới 1 ngày tuổi. Lấy trùng là dưới 1 ngày tuổi thì mới đảm bảo. Nếu mà lấy trùng trên 1 ngày tuổi là con ấu trùng nó to rồi, nó to bằng cái tăm, hơn cái tăm là không đảm bảo lắm. Phải lấy bằng cái đầu kim thôi, mới lở được mấy tiếng thôi. Bây giờ ta tiến hành là chấm mật. Đây là đang chấm mật vào các cái chén sáp đấy, để di trùng, gọi là di trùng ướt. Sau khi ta chấm mật xong vào các cái chén sáp rồi, thì ta tiến hành lấy kim di trùng, ta lấy những cái ấu trùng dưới 1 ngày tuổi ra để cho vào chén sáp. Đấy, đây là lấy ấu trùng. Công việc lấy ấu trùng này đòi hỏi rất là tỉ mỉ, rất là khéo tay, mà đòi hỏi mắt là phải tinh. Như tôi là phải đeo kính, phải đeo kính. Lấy những con trùng dưới 1 ngày tuổi nhé. Bà con và các bạn lưu ý là lấy trùng dưới 1 ngày tuổi, nó chỉ mới lở bằng cái đầu kim, nhỉnh hơn đầu kim một chút thôi. Lấy cả sữa, ta múc cả sữa. Đấy, ta cứ lấy lần lượt, chọn, chủ yếu là chọn cái con ấu trùng nó đều nhau, lấy lần lượt, làm lần lượt cho đến hết. Công tác lấy ấu trùng này là rất là tỉ mỉ, cẩn thận, đòi hỏi những người nuôi ong phải có tay nghề vài năm, 7 năm rồi, làm có kinh nghiệm rồi mới làm chuẩn được. Chứ những người mới nuôi ong là làm công việc này là rất là khó. Thường thường nếu như không làm được di trùng như thế này thì cứ để bắt tách chúa ra, thì nó cũng cả đàn đấy nó cũng xây mũ chúa nhân tạo, cấp tạo, nó gọi là xây cấp tạo. Thì nó xây cấp tạo thì chất lượng chúa cũng phải biết chọn được những cái mũ chúa đẹp thì nó cũng vẫn đạt yêu cầu. Rất nhiều người đã sử dụng cái biện pháp là lấy chúa cấp tạo như thế, nhưng tôi cứ di trùng như thế này, tạo chúa nhân tạo thì ta sẽ chủ động hơn, sẽ được một loạt chúa đồng đều nhau. Mỗi một lần như thế này là ta chủ động chia đàn ong, và chia đàn và chủ động thay chúa. Mùa này là đang là vụ vụ đông, thu đông. Tháng 10, tháng 11 là ta tiến hành thay chúa và chia đàn để chuẩn bị cho vượt đông. Sau khi vượt đông, ong phải đỏ, đòi hỏi là phải rất là đông quân thì mới vượt đông qua tiểu hàn và đại hàn. Vì vậy là bây giờ cần phải có những đàn ong đông khỏe mạnh thì ta phải thay chúa ở thời điểm này. Thay chúa ở thời điểm tháng 10, tháng 11 là thích hợp nhất. Sau khi thay được chúa thì ong chúa đẻ khỏe, xây cầu tốt và lên đàn rất nhanh. Thì vào dịp tiểu hàn và đại hàn là đàn ong đã đủ mạnh rồi thì không sợ rét nữa. Đây, coi như thế là đã di trùng xong. Di trùng xong thì ta xoay xoay các cái thanh chúa này cho những cái mũ chúa nó quay xuống thẳng ngay ngắn. Đấy, quay thẳng ngay ngắn xuống. Xong ta sẽ đưa mang ra, đưa vào đàn nuôi dưỡng. Đấy, bây giờ ta tiến hành mang cầu chúa ra đàn nuôi dưỡng để nuôi dưỡng. Đây là đàn nuôi dưỡng. Đàn nuôi dưỡng này ta đã được chuẩn bị trước.
đã tách Chúa từ chiều hôm trước rồi, cho cầu Chúa vào giữa, chú ý cho vào giữa giữa thùng. Đấy, công việc tạo Chúa nhân tạo, quy trình tạo Chúa nhân tạo như như thế là đã hoàn thiện. Cho vào đàn nuôi dưỡng, trong sau 3 ngày sau ta sẽ tiến hành kiểm tra xem tỷ lệ đạt được là bao nhiêu. Bà con và các bạn xem video hãy đăng ký kênh, chia sẻ để được xem các video tiếp theo. Xin chào bà con, chào các bạn.